thắng toàn bọn ma vương, mà tranh đặng tranh giác tất cả chúng sanh, con xin hết lòng kính mà làm lạy. Chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, trong kiếp vị đang thành giác, trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Ân Đức Phật, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Các pháp theo đạo bát chánh là con đàng đi của bậc thánh nhân, là con đàng chánh dẫn người hữu nhập niết. Pháp bảo là pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ pháp ấy. Các pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, các pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, các pháp của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các pháp trong tam thế ấy. Xoa kha tu pa wa ga ta tam tạng pháp bảo, pháp thánh có hạn, pháp thánh thấy biết chắc, pháp độ cho đắc không chờ, pháp của chư thánh đã đắc và ứng hóa cho kẻ khác, pháp của chư thánh đã có nhờ thiền định, pháp mà hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí tự thấy tại nơi tâm. Chẳng có chi đáng cho con phải nương, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Con xin hết lòng thành kính làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Chư thánh tăng đã được trong sạch quy bao, là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là tăng đã thoát ly trần tục. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy. Chư tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, chư tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, chư tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng trong tam thế ấy. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật,
các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu theo phép giới định tuệ, tăng nếu đếm đôi thì có 4 bậc, tăng nếu đếm chiếc thì có 8 bậc, chư tăng ấy là bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đáng thọ lãnh tứ vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bạn bè khắp nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Các ngài là phước điền không đâu bị kịp. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ 2 bậc tăng bảo là Phàm tăng và Thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cuối sinh tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Mô Phật. À, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào đạo tràng. Bây giờ còn vài phút nữa sư đọc cho quý vị nghe bài kinh 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 Ái Sanh, ha, ái là tham ái đó. Rồi sau đó thỉnh thì theo Nguyên Thông truyền giới nha. Nguyên Trang sư đọc xong cái bài kinh này đó là Nguyên Trang thọ tam quy ngũ giới với tỳ kheo nhé. Kinh bài kinh số 87 trong Trung Bộ Kinh, kinh Đoạn Trừ Tham Ái. Như vậy tôi nghe một thời người cha không còn muốn làm việc nữa, ông ta không muốn ăn, luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc. Con ta đâu, con ở đâu, con của ta, con một của ta. Rồi người gia chủ đi đến Thế Tôn. Sau khi gặp Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn ông nói với người: này gia chủ, có phải ông có các căn để an trú tự tâm, có phải các căn của ông thay đổi? Bạch Thế Tôn, các căn của con có thể không thay đổi được. Bạch Thế Tôn, đứa con khả ái đáng thương của con đã mệnh chung, sau khi nó chết con không còn làm việc, không còn muốn ăn uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc. Con đâu, con tôi đâu, đứa con một của ta. Sự thật là như vậy, này gia chủ, vì rằng này gia chủ, sầu bi khổ ưu não là do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Đó. Sầu bi khổ ưu não là do ái sanh ra, hữu từ nơi ái. À, sẽ đọc một đoạn ngắn gọn vậy thôi ha. Thì ở đây quý vị thấy cái từ ái, tham ái là nguyên nhân của sự đau khổ. Ái là theo Phật học á, cái chữ ái có nghĩa là thương, thương mến, thương yêu. Chúng sanh mình đó, chúng sanh là phàm phu mà, cho nên ai cũng có cái ái, tức là mình thương mến, mình quý mến cái thân này, mình quý mến gia đình mình,
cha mẹ anh chị em con cháu, đó gọi là ái, thương rồi dính mắc gọi là ái. Rồi mình ái vô trong cái những gì của mình, gì nhà cửa, xe cộ, bạn bè, tiền của, ái vô cái vật chất của mình, rồi mình ái vô trong quê hương đất nước của mình, rồi mình ái vô trong cái thế giới này. Nói chung là ái là sự thương mến và dính mắc. Cho nên cái ái đó, cái gì mà mình thương mến mà lỡ mà mình bị mất đi là mình bị khổ. Vậy đồng ý ha? Nếu mà quý vị từng có cha mẹ mất, mình thương á, mình khóc, tại vì mình mất đi một cái gì quý báu, mà sở dĩ mình tức, mình giận, mình khóc á, là bởi vì mình ái, ái luyến dính mắc á. Cho nên tham ái á, ái là sự, ái là nguyên nhân của sự đau khổ. Rồi ví dụ giờ mình ái vô gia đình mình, ái vô trong cái làng xóm của mình, bạn bè mình ái vô trong cái quê hương của mình, ái vô tài sản của mình. Nếu mà ai ha, ai mà lấy cắp hoặc là sanh sanh sự hoặc là chiếm lấy những cái gì thuộc vật của mình á, mình mất đi đó, mình tức, mình giận, thì Đức Phật nói ái, tham ái là nguyên nhân của sự đau khổ. Như cái ông này đó, một gia chủ này đó, ông con ông chết đó, ông rất là đau khổ. Ông bỏ ăn làm việc, rồi tối ngày đi ra nghĩa địa than khóc. Ái nhiều chừng nào đâu, những người mất nha, vợ chết khóc dữ lắm, ông nhậu tối ngày ông buồn, ngày nào ông đi nhậu, nhậu nó quên sầu ha. Nhưng mà thật ra thì anh nói giờ nó có liên hệ tới cái bản ngã của gì. Mình cho đây là tôi, của tôi, ví dụ như cái thân này là tôi, của tôi, rồi tài sản tôi, gia đình tôi, tiền tài danh lợi của tôi đó, mình cho nó là tôi, của tôi. Cho nên khi mình bị cướp giật đi thì rất là đau khổ. Nhưng mà tha thì nếu mình học kỹ Phật pháp, thì Đức Phật nói cái pháp là do duyên nó sanh, nhân duyên nghiệp quả, hết đủ duyên thì nó sanh, hết duyên nó diệt. Nhân duyên nghiệp quả, ví dụ mình có cái thân này, cái thân này là cũng do nhân duyên, nhân duyên hồi kiếp trước mình có cái tham sân si, rồi bây giờ đủ nhân đủ duyên, tức là có tinh cha huyết mẹ, rồi có cái nghiệp thức, nó nhập vô, nó đủ duyên á, sanh tạo ra một đứa con. Rồi đứa con á, rồi nó tùy theo cái duyên, tùy theo cái nghiệp của nó, rồi nó sanh ra ở cái quốc độ đó, giàu nghèo hay là do cái phước của nó, rồi tùy duyên mà nó lớn lên. Nó lớn lên, có những đứa con nó có phước, nó được cha mẹ thương mến, giúp đỡ nó mọi chuyện ha. Lớn lên nó có một cái tinh thần khỏe mạnh, một cái thân thể khỏe mạnh, nó sống đời tốt đẹp đó. Tất cả đều do duyên nghiệp thôi, chứ không có tôi, không có ta. Hồi đó mình không biết, mình tưởng đâu thân này là tôi, của tôi, chứ thật ra cái thân này nó nếu mà mình nói về vật chất nó chỉ là đất nước lửa gió thôi. Với cái nhìn của Đức Phật á, do đủ duyên thì nó còn, tức là sanh lão bệnh tử, hết duyên là nó chết, nó không phải tôi, không phải của tôi, mình có quyền gì với cái thân này đó. Trong cái đó là mình là vô minh si, mình ái ha, chấp thủ cho thân này là tôi, của tôi. Tâm cũng vậy, tâm cũng do duyên, nhân duyên quả,
khi đủ nhân duyên thì nó sanh lên cái tâm thiện hay bất thiện, cái đó là cái quả của mình. Có khi mình nhận cái quả bất thiện, có khi mình nhận cái quả thiện lành, đó là phước của mình. Ví dụ như lục căn tiếp xúc với lục trần nó sanh ra lục cảnh, phải không? Dù con mắt mà nó tiếp xúc với cái cảnh, có người có phước đó, thì họ gặp được cái cảnh tốt, cảnh đẹp, họ vui, họ hưởng thụ. Có người vô phước gặp cái cảnh xấu vậy, gặp cái cảnh ví dụ như mắt thấy cảnh thú chết, thấy cảnh đánh lộn, thấy cảnh giết chóc, thấy cảnh chửi mắng sân si ha. Có người có phước đó, thì họ thấy cảnh đẹp, gặp người thân thương, thấy cảnh đẹp hoa lá núi cả sông núi đẹp, họ vui, họ hưởng thụ. Nghe cũng vậy, có người có phước đó, họ nghe được cái âm thanh hay, âm thanh tốt, người ta khen ngợi, người ta vui, đó là do cái quả của họ, phước nó có cái quả. Có người vô phước nghe nghe tiếng chửi mắng, tiếng kinh dị, thì sư nói tới đây chút xíu như vậy đó, để cho quý vị thấy cái các pháp á, thân tâm này á, là cái pháp hữu vi, nó do nhân duyên mà nó có, do nhân duyên mà nó sanh. Thì khi mà mình biết như vậy đó, mình đừng có ái chấp ha, đừng có ái, tại vì mình si mê đó, mình chấp chứ cái thân này là tôi, của tôi, tâm này là tôi, tâm này là của tôi, cho nên ai xúc phạm tới thân mình, tâm mình là mình nổi giận ha. Thì khi mà Đức Phật tu một thời gian đó, ngài quán thấy thân tâm này đó, nó là vô thường, cái thân tâm này là khổ, nó là vô ngã, không phải của tôi, cho nên đoạn trừ cái tham ái và không có chấp cái thân này, dùng cái thân này để tu thôi, đoạn từ bỏ tham sân si. Khi mà ngài giác ngộ rồi đó, ngài nói cái thân này không phải tôi, huống chi vợ tôi, con tôi, tài sản tôi, những cái đó cũng là pháp hữu vi, nó do nhân duyên mà nó có thôi. Nhân duyên đủ, nhân duyên là gặp ha. Thì cái vấn đề ở đây đó, khi mà mình hiểu được nhân duyên nghiệp báo á, thì mình nếu mình sống, tức là mình có thì mình sống vui, có thì biết có, còn không thì biết không, tức là nó hết duyên rồi, hết duyên thì thôi ha, chứ đừng có sân si ha. Chúng sanh thì không có biết, không có hiểu, không có trí tuệ đó, hễ có thì mừng, chấp thủ cho là tôi, của tôi, mà khi mà mất á rồi nổi giận ha, phiền não đau khổ. Nên Đức Phật dạy mình tu á, là mình phải bỏ cái tham ái. Nhớ nha, tham ái sanh ra lo âu, tham ái sanh ra sợ hãi. Ai dứt khỏi tham ái, không lo âu, không sợ hãi. Bây giờ làm sao để dứt khỏi tham ái? Tức là phải tu tập, phải quán thân, quán tâm. Cái này là vô thường, khổ, vô ngã. Cái thân này là do duyên sanh thôi, đủ duyên. Nhân duyên nghiệp báo, nó đủ duyên thì nó sanh, hết duyên nó diệt. Chứ mình đừng nghĩ rằng nó là tôi, của tôi, rồi tham ái. Rồi tham ái cho nên nó mới có hữu, tức là hiện hữu đó, nó có đó, nó sanh ra, rồi từ đó đó, rồi tham ái sanh ra lo âu nè, tham ái sanh ra sầu não nè, rồi cứ sanh tử luân hồi. Cho nên người tu là mình phải chặt đứt cái ái này ha. Ở đời du đạo cứ tùy duyên, đói ăn mệt ngủ rồi sống thiện lành ha. Dạ mô Phật, bây giờ thấy pháp sư thì đến rồi, thì tỳ kheo huy niệm đã đến. Kính chào sư huy niệm, sư Nguyên Thông, kính chào đạo tràng. Bây giờ mời Nguyên Trang, hôm nay Nguyên Trang đi học sớm. Nguyên Trang thọ tam quy ngũ giới với lại tỳ kheo Nguyên Thông nha. Rồi thỉnh tỳ kheo Nguyên Thông
truyền Tam Quy Ngũ Giới, rồi sau đó thỉnh pháp sư à. Rồi kính chúc quý vị thính pháp được an vui, nhiều lợi lạc. Nam Mô Bích Tha Giá, dạ con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, và con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Huy Niệm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới ạ. Ukasa Mayang Phan Tê Quy sung Rakhana tha yati sarane nasaha pan chasila niya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để con giữ hành theo cho được sự lợi ích. Duti yam bimayang phan tê quy sung Rakhana tha yati sarane nasaha pan chasila niya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để con giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tati yam bimayang phan tê quy sung rakhana tha yati sarane nasaha pan chasila niya cha. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để con giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ kính sư, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Dạ con kính cung thỉnh sư Nguyên Thông từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính dân mít. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nguyên Thông tuân lệnh sư phụ Thanh Tâm truyền trao quy giới cho hàng Phật tử hiện đang có mặt trong room. Nam mô Tát Sa Phật Gau Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Tát Sa Phật Gau Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Tát Sa Phật Gau Arahato Samma Sambuddha Sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bồ Đề Sa Ra Nàng Gạch mi đàm măng sa ra năng gạ cha mi sang gạ hăng sa ra năng gạ cha mi đưa ti dâm bi bùa đàm sa ra năng gạ cha mi đưa ti dâm bi đàm măng sa ra gạ cha mi tu ti dâm bi sang gạ hăng sa ra năng gạ cha mi ta ti dâm bi bùa đàm sa ra năng gạ cha mi ta ti dâm bi đàm măng sa ra năng gạ cha mi ta ti dâm bi sang khăng Sa ra năng gạ cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Dạ con xin đọc phần Pali thôi ạ. Dạ con thấy thời gian mình là 9:31. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bụt thăng saranang gacchami, thammang saranang gacchami, sangkhang saranang gacchami, dutiyam bi bụt thăng saranang gacchami, dutiyam bi thammang saranang gacchami,
Dutiyam bị sang khăng saranang gacchami. Tiyam bị put thăng sang gacchami. Tatiyam bị thammang saranang gacchami. Tatiyam bị sang khăng saranang gacchami. Tisaranagana paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu pana tipata về ramani sikhang samadhiya mi adinna dana về ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicchacara về ramani sikha badang samadhiya mi musavada về ramani sikha badang samadhiya mi sura me raya về ramani sikha badang samadhi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami kame sumicchacara veramani sikkhapadang samadhiyami musavada Veramani sikkhapadang samadhiyami Sura me raya machappama dathana Veramani sikkhapadang samadhiyami Thế Tôn có dạy rằng Imani pañca sikkhapada nisa dukkhaṅkha tvā appamadeṇa nicchakālaṅ sammarakkhitāppaṅ chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Ama phần tê và chúng con xin vâng. Thế Tôn có dạy rằng Sile na sugatin yang thi Sile na phu ga sampada Sile na nip bu thi yang thi tasma si lăng vi so tha dây tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cớ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhơ. Sa thu lành thai Uttamangena vande hăng ba đa băng sung varuttamang Putheyo kalito đô so Putho kamatutang mamang Uttamangena vande hăng Thammang chaduvi tham varang Thammeyo kalito đô so Thammo kamatutang mamang Uttamangena vande hăng Sangkhan chaduvi thottamang Sankheyo kalito đô so Sankho kamatutang mamang Và con kính thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con nè. Sakatwa Buddharatanang Oksatang Uttamang Varang Hitang Deva Manusanang Buddhate Che Daso Thinana Sang Tu Badava Sabbe Dukha Vupassamang Tu Te Sakatwa Thammaratanang Oksatang Uttamang Varang Parilahupassamanang Thammate Che Naso Thinana Sang Tu Badava Sabbe Phaya Vupassamang Tu Te Sakatwa Sanggaratanang Ausatang Uttamang Varang Ahunayang Pahunayang Sang Khate Che Naso Thinana Sang Tu Badava Sabbe Rogavu Pasamang Tu Te Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ quy linh của Đức Phật.
nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại, xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp. Nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não, xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng. Nhờ sự quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghênh tôn trọng. Sĩ tâm ma thu sĩ tâm ma thu sĩ tâm ma thu y đăng phá lăng Etasmin ratanata yasmin sampasada necheta so, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ khi hoan hỷ, thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma de sanna ya chana gatha. Brahmachalo ka thipati sahambati katanchali anthivarang aya chatha santi thasak tapparacakkha chatika dese tu thammang anukambimang bacang sắc tham ma phê rin quy na yan cha ca yan sốt tan cha ban tham a phi tham ma châm măng a cô ta yan tô cha tu sắc cha đăng đăng bắp bô tha này dê ba ri sa ya mặt chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở pháp, 45 hạ dịch vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư huy niệm cầm mít ạ. Con kính cung thỉnh sư cầm mít, sư thử âm thanh ạ. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư huy niệm. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Dạ sa thú, dạ con thấy bàn tay của sư. Dạ con xin xuống mít ạ. Lên đại chư tôn đức tăng, thân chào quý vị Phật tử. Xin hỏi quý vị có nghe rõ hay không? Nếu mà vậy thì tốt, tốt mà. Mạch chư tăng kính thưa quý vị, xét thấy hôm nay cái sức khỏe nó cũng chưa có được ổn, cho nên chưa có chính thức đi vào tiếp tục cái phần bài học mà Mithindapanha như trước đây của chúng ta. Cho nên vì vậy hôm nay
chia sẻ sinh hoạt với lớp học mình đó, cũng có một cái đề tài để mà chúng ta thảo luận, để mà chúng ta học tập về pháp, nhất là những cái trải nghiệm trong khoảng thời gian mà chưa cũng gặp khó khăn bị bệnh để chúng ta cũng trao đổi với nhau về những cái kinh nghiệm, nhất là những gì mà mỗi người của mình cũng trải qua trong cái cuộc đời này, những gì mà chúng ta gặp phải thuận lợi hoặc là nhất khó khăn, mình mỗi người mình ai có được biết được về riêng bản thân mình đó, mình chia sẻ ra cho người khác thì biết đâu đó cũng là một cái kinh nghiệm rất là quý để cho chúng ta cùng nhau mình hỗ trợ với nhau đi tiếp cái quãng đường sanh tử luân hồi trong cái thời gian mà mình chưa có được giải thoát. Cũng như thường lệ trước khi bắt đầu, để bày tỏ lòng tôn kính đối với Tam Bảo, quý vị cùng với sư chúng ta, mình làm lễ tán dương ngay trước khi mình đi vào pháp thoại. Chúng con nên bắt lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán, Đức Chánh. Chúng con nên bắt lòng thành kính làm để ân đức pháp có công năng hướng thượng đưa đến sự ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem tâm thành kính làm để ân đức tăng bảo những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp, các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phạm và mô phạm của chúng sanh và là phước điểm của chư thiên và loài người. Chúng con xin đề đầu làm để ba ngôi cao quý đó. Thưa quý vị, có một lần sư nghe được một một đoạn của ngài Tây Trang Ni Giá lúc ở bên Thiền viện Suy Nghĩ trong một cái pháp thoại trình pháp, thì ngài có kể về một mẫu đối thoại ngắn giữa ngài và thầy hòa thượng trưởng lão Suy Nghĩ cũ là thầy Tế Độ, cũng như là thầy hướng dẫn về phương pháp thực hành của ngài. Thì trong pháp thoại đó sư nhớ rằng trong khoảng thời gian mà lúc mẹ Tây Trang Ni Gia thực hành pháp lúc mới ra, thì ngài trưởng lão Suy Minh ngài rất là quan tâm, rất là để ý theo sát để mà giúp đỡ cho học trò của mình là thầy Tây Trang Ni Gia bây giờ về phương pháp thực hành. Thì trong một lần ngài Tây Trang Ni Gia có đến trình pháp và nói rằng trình bày về những cái sự trải nghiệm trong lúc mà thực hành để nhận thức thấy được cái tam tướng của pháp hữu vi, nhất là về khổ tướng, nhất là về khổ tướng. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ ngài trưởng lão Suy Minh có nói một câu như như sau: thông thường thì chúng ta thường hay thấy được khổ tướng qua những cái mà chúng ta bị, chẳng hạn như là mình bị khó khăn, hay là mình bị đau nhức, hoặc là mình bị trở ngại về thân thể, trong công việc, trong cuộc sống, trong về lĩnh vực tinh thần, buồn rầu. Lúc bây giờ mình mới nhận thức đó được là khổ. Khá hơn thì đó chính là những người mà người ta nhận thức được cái sự khổ thông qua
mình không có giữ được, mình không có giữ được cái những điều mà mình vừa lòng, những điều mình thích ý, bởi vì nó vẫn theo cái quy luật vô thường của nó, cho nên chính vì vậy mình không có níu kéo được. À, đó là cái trường hợp thứ hai khá hơn. Còn cái trường hợp thứ ba thì đó chính là nhận thức được sự khổ thông qua cái sự vận hành của pháp hữu vi, nó tùy thuộc, nó lệ thuộc vào nhau sanh lên, từ đó tất cả những chuyện sau đó nó xảy ra tiếp nối, nó tùy thuộc, nó dựa lên nhau, và mầm mống của sự khổ nó sanh ra từ đây mà ra. Đây là trường hợp thứ ba mà nhận thức được. Thì thông thường chúng ta chỉ nhận thức được thông qua cái trường hợp đầu tiên thôi. Trường hợp đầu tiên mà nó cũng không phải là trải nghiệm sâu sắc nữa thưa quý vị. Chỉ trải nghiệm qua những gì mà chúng ta bị, hoặc là thấy người khác bị, hoặc là mình suy tư, mình chưa bị nhưng mà mình suy tư, mình suy nghĩ, thì sự trải nghiệm về khổ đó đó nó không có sâu, nó không có sâu sắc. Còn trong việc thực hành đó, khi thấy được khổ tướng đó thưa quý vị, thì tuy nó cũng nằm trong trường hợp đầu tiên nhưng mà nó sâu sắc hơn rất là nhiều. Ngài Tejaniya ngày trình bày về cái sự trải nghiệm của bản thân mình trong cái trường hợp đầu tiên, nhưng thông qua phương pháp thực hành chứ không phải trải nghiệm bằng sự suy tư, hay là mình đang bị khổ thọ, hoặc là thấy người khác bị khổ. Lúc bây giờ ngài trưởng lão ngài mới nói một câu, nói rằng đó, thực hành mà làm sao mà đến một lúc nào đó mà chỉ cần thấy được sự sanh lên pháp thôi mà cảm nhận được khổ khổ tướng đó, đó thì lúc bây giờ cái đó nó mới là sâu sắc, đó nó mới là sâu, thấy như vậy nó mới là đầy đủ, thấy như vậy nó mới là xa hơn, đi xa hơn, tiến bộ hơn. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ sư có một cái suy nghĩ như sau, sau khi nghe mới đặt mắt lại đó. Alo, không biết quý vị còn nghe không? À, sư cảm ơn. À, sư cũng nhắc trước nha. Chúng ta ở đây lát nữa sư nói đến lúc nào đó mà nó hụt hơi, nó mệt đó, sư nâng lời quý vị. Sau đó chúng ta có cái gì thắc mắc á, quý vị lên ấy rồi xong sẽ tiếp nối, sẽ trả lời. Thời gian đó coi như là sẽ được nghỉ mà sẽ nhắc trước thì tiếp tục. Sau khi nghe đoạn pháp thoại đó thì quý vị sư mới suy nghĩ rằng làm thế nào mà chỉ cần thấy được cái sự sanh lên của pháp mà mình trải nghiệm được, mình cảm nhận được thật sự, cảm nhận thật sự nha, gạch đích hai chữ chữ thật sự, cảm nhận thật sự được khổ tướng. Bây giờ trong bình thường thôi, khi mà mình nghe thấy đi đứng nằm ngồi chưa có chuyện gì xảy ra, làm sao mà có thể mà cảm nhận được, chưa nói đến những cái mà sanh khởi lên, những cảm thọ mà chúng ta vừa làm thích ý, những chuyện mà nó hợp ý mình, làm sao mà có thể mà cảm nhận được, sự nhận thức như thế nào mà có thể làm được cái điều đó. Thì thưa quý vị, giờ quả thật khi đã nói đến trải nghiệm của sự thực hành thì chúng ta không thể nào mà mình hiểu được bằng cái suy nghĩ. Khi đã nói đến trải nghiệm trực tiếp thì
mình không khó có thể mà hiểu được bằng bằng cái cách mà mình chỉ suy nghĩ một cách thông thường. Theo như sự nhận thức của sư á, thì sở dĩ mà có thể đạt được như vậy, trải nghiệm được như vậy, chỉ cần thấy một cái nghe thôi, chỉ cần thấy sự sanh khởi lên của một nhĩ thức thôi, hoặc là của một thân thức nào đó, hoặc là của một hơi thở thôi, cảm xúc của hơi thở thôi, mà có thể cảm nhận được khổ tướng, có thể thấy được là do bởi cái niệm lực, và nhất là cái trí tuệ, thưa quý vị, cái trí tuệ về tam tướng đã được đến một cái giai đoạn sâu sắc quá rồi, sâu sắc quá rồi. Nói một cách nôm na cho dễ hiểu hơn á, thế này nè, nó cũng giống như là mình làm toán đó, thưa quý vị, mình làm toán thì thay vì mình còn sơ cơ thì chúng ta phải trải qua nhiều, mất nhiều những cái công đoạn trình bày, và những cái công thức nó không có cần thiết. Chẳng hạn như là chỉ cần cộng hai con số 5 cộng 5 là 10 thôi. Nhưng mà mình lại diễn giải nó dài ra, chẳng hạn như 1 cộng 1 bằng 2 trước, rồi 2 cộng 2 bằng 4, rồi 4 cộng 1 bằng 5 cộng 5 mới lại tiếp tục bằng 10. Thì như thế nó dài quá thôi. Đấy, như thế nó tốn thời gian quá. Mất thời gian nhiều quá. Thay vì như vậy thì chỉ cần 5 thôi. Theo như sư nghĩ như vậy. Trong cái sự thực hành cũng thế. Cái vị mà có trí tuệ đã được mài dũa về tam tướng sâu sắc đó, về sự thực hành sâu sắc đó, thì cái sự nhận thức của nó rất là nhanh. Thứ nhất là về tốc độ nhanh, thứ hai là nó rất là sâu, và thứ ba là nó rất là rộng. Nhanh, sâu và rộng đầy đủ, phải nói là như vậy. Cho nên chính vì thế mà bản thân mình khi chưa có tu tập được nhiều quá thì mình khó có thể mà hiểu được, khó hiểu được lý do tại sao các ngài lại nói như vậy, lại nói như vậy. Thì thưa quý vị, phải nói rằng là trong cái cuộc sống của mình đó, chỉ khi nào mà chúng ta có những cái trải nghiệm thực tế thì lúc đó chúng ta mới mới hiểu được về điều đó một cách sâu sâu sắc và đầy đủ. Và nhất là riêng về cái khả năng tu tập của chính bản thân mình đó, thưa quý vị, hay là về chính con người mình, về cái phẩm chất thiện hay là bất thiện của mình nó như thế nào, thì trong lúc mà chúng ta tiếp cận với cảnh khổ hay lạc, mà nhất là ở hai cái lưỡng cực là cực lạc hoặc là cực khổ thật sự, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ nhìn thấy được hơn, chúng ta sẽ dễ nhìn thấy được. Chẳng hạn như đối với cái người á, khi mình nói đến ly dục, mình nói đến cái ly cái tưởng của sự từ bỏ, sự tu tập, thì chúng ta suy nghĩ nó dễ hơn, chúng ta nói thì nó dễ hơn là mình thực hành. Chỉ khi nào một người mà trong thực tế họ đạt được sự thành tựu về công danh, về lợi lộc, họ đạt được sự thành tựu về địa vị, về mọi mặt, về sức khỏe, về sắc đẹp, về sự an lạc của cuộc sống, mà họ vẫn có thể giữ tâm được bình thản, họ vẫn có thể từ bỏ, họ vẫn có thể chối từ được, khước từ được,
thì lúc bấy giờ cái sự trải nghiệm của ly dục đó nó mới thật sự là thấm thía được quý vị, mới thấm thía thật sự. Chứ còn mình suy nghĩ thì nó đơn giản. Tương tự như vậy đối với những cái sự đau khổ cùng cực cũng vậy. Thì quý vị biết trong cái khoảng thời gian vừa rồi, hồi xưa cũng một cái tai nạn, và trong lần nằm viện này á, thì phải nói rằng sư cũng có nói với thầy của mình là con thật sự là con kinh sợ cái sự trải nghiệm này ở trong cái kiếp người này. Sư nhớ rõ ràng là tính từ ngày bắt đầu nằm cho đến khi ra là tổng cộng là 58 ngày, nhớ rõ số lẻ chi tiết 58 ngày. Và thật sự là sợ, bởi vì nó quá đau, đúng không? Nó quá đau nhất, nó quá đau. Và khi đã đạt đến được cái trạng thái đau á, cao á, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái tâm lý của mình nó như thế nào. Vì biết không, nói ra thì nó xấu hổ, chứ thực sự có những cái lần mà nằm ở phòng hồi sức ra, sư sư bị sản nữa quý vị. Sản ở đây nó chưa đạt đến cái mức độ thậm tệ là mình không còn biết mình là ai hoặc là như thế này như thế kia, nhưng mà nó đã đi vào trong cái trạng thái là bắt đầu là có sự cầu nhau, lầu bầu rồi, chứ không phải là bình thản. Chẳng hạn như giờ mình nó đau quá, đúng không vậy, đau quá mà đau trong một cái khoảng thời gian rất là lâu lâu, từ phòng hồi sức nằm cả chục tiếng ra, nó đau ở trong phòng hồi sức, nó đau ra tới ngoài, nó đau ra nguyên một ngày hôm sau, nó đau kinh khủng, đau cái trạng thái mà khi mà phải bị cắt bỏ, đụng chạm tới xương, tới dây thần kinh đó, đúng không vậy, đổi đau đó nó không biết diễn tả làm sao, kinh khủng. Thì lúc đó đó quý vị, tôi có sự nhớ có 2 lần thôi, có 2 lần trong tổng cộng 10 lần phẫu thuật thì có 2 lần trong đó ra sự bị sản, đã có cái trạng thái lầu bầu rồi, lầu bầu nói coi như là theo như người ngoài thì người ta thấy là bình thường thôi, nhưng đó mình thì cho đó là một cái trạng thái nó cũng xem như là mất kiểm soát. Thì thưa quý vị, khi trải qua hết cái cảm thọ đó đến một cái mức độ mà nó giảm thiểu đến một cái tầm mức vừa vừa phải, thì lúc bây giờ nó khác đi, nó khác đi, tâm mình nó đã tương xứng với mức có năng kiểm soát rồi, mình thấy đời nó có giá là rồi. Tôi giờ hết cầu nhỏ, hết lầu bầu, sư sau khi mới nói rằng, mới kể lại nói rằng, trời ơi, không biết được, không qua không thế này như thế kia, kể lại thì khi kể lại như vậy thì mình cũng 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 thấy thấy xấu hổ, thấy xấu hổ, nhưng mà điều đó là bình thường thôi, thưa quý vị. Bởi vì tại sao? Thì như nãy sư đã nói đó, cái trải nghiệm thực tế khi mà bản thân mình dính vào thì lúc đó mình mới thấy hiểu. Có một anh chưa gỡ cái vết thương thì anh đứng anh nói những lời khuyên, về pháp là niệm, nhưng mà sau khi thưa quý vị, anh đứng đó đến gần giờ cơm trưa để dâng cơm cho thầy sư, lúc đó y tá bắt đầu đi ra để mà tháo vết thương ra để mà thay băng, khi mà trông thấy cái thao tác người ta làm, người ta động chạm vào vết thương
và trực tiếp anh nhìn thấy vết thương, lúc bây giờ anh không còn dám ý kiến gì, anh không còn dám nói gì đến hai cái chữ niệm thọ, bởi vì lúc bây giờ anh nhìn thấy anh khiếp rồi, khiếp rồi. Chắc lúc bây giờ sư nghĩ rằng là, sư cười cười sư mới nói với thầy, sư nói là giờ chắc nhìn thấy cái vết này chắc cũng hiểu rằng nếu bản thân học mình nhảy lên trên bị này thì niệm thọ, ở đây không, sư không có ý là người ta làm cũng được, nhưng mà ý sư rằng mình bị như vậy nhé, cảnh đó đó, thì liệu rằng bản thân mình có được hay không. Vì thế ở trong cuộc sống á, mỗi người khi mà người ta bị đau khổ, có sự trải nghiệm, mình ở ngoài, mình đứng bên ngoài tiếp, chớ nên nói vội, chớ nên nói hay, bởi vì trong cái trường hợp của bản thân mình á, điều đó nó chưa xảy ra, ta nói như bị đau nhiều khi rỉ phiền, nó còn thậm tệ, nó còn thậm tệ hơn người khác nữa. Chính vì thế mà phần trong năm nay nó cũng có xảy ra nhiều, thứ nhất là đối với bản thân sự, thứ hai là riêng, từ đó nó cũng là đến cái cuộc sống chung quanh quý vị ta, nó cùng hà đến đến những người khác, điều đó là chắc chắn rồi. Sống mà mình sống, mình đừng có tưởng rằng mình bị bệnh mình chịu thôi, không, nó cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống chung của người khác, và kể cả như trường hợp của Đức Pháp Tính, tuy Đại Đức không phải là người bị bệnh, Đại Đức không phải là những người phải trực tiếp bị những cảm thọ hoặc gặp những khó khăn, tuy nhiên trong cái bối cảnh mà trong chùa xảy ra nỗi nhất chữ tâm, gặp phải bệnh tật nhiều, nhất là sư tưởng bệnh, cho nên chính vì vậy mà Đại Đức Pháp Tính cũng cũng rất là bận rộn và cũng phải kham nhẫn, cái khổ trong đó không phải là cái khổ của bệnh, nhưng mà cái khổ khác, nếu như không có cái sự chăm lo chạy tới vừa cái đời sống của sư, vừa bệnh tật của sư trưởng, rồi hỏi thăm để xem xét những cái tình hình, những cuộc sống ở trong chùa, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ ở trong chùa, mình sẽ không có được cái sự yên bình, cái sự thoải mái đâu. Vì vậy mà phải nói rằng của tôi quý vị, của sự có mặt, cái khổ của sự có mặt thật sự là rất là khó, rất là khó nhìn ra, rất khó nhìn ra. Khi mà xuất hiện một cái điều gì đó ở trong cái cuộc đời này, là từ đó nó sẽ sản sinh ra những cái hệ lụy sau này. Và trí tuệ của mình không có sâu, kể cả cũng vậy. Tân sư chẳng hạn như, nhưng mà nó bắt đầu nó phải đối mặt chuyện khác, từ đó, những cái vấn đề, những cái hệ lụy sau đó. Chẳng hạn như sư nói ví dụ về cái trạng sức khỏe đi chẳng hạn, bây giờ nói thật với quý vị á, nói không phải là trên rỉ, nhưng mà để chia sẻ
sau khi mà mình phải điều trị á, nhiều lần, nhất là vô cái vòng phẫu thuật như ra vô nhiều lần quá, thì tình trạng sức khỏe phải nói rằng nó suy sụp thấy rõ, suy sụp thấy rõ được, nhất là bây giờ để mà được đi tới đi lui sinh hoạt nó thoải mái, nó không còn được như xưa. Và hơn nữa mình để mà khỏe thì phải nằm giống như là phải sạc pin, sạc pin cho nó có năng lượng nó mới tiếp tục, mới chạy nổi, chứ nó không phải như hồi xưa lúc nào á nó cũng có sẵn pin đầy đủ năng lượng. Nếu mà muốn thì mình có thể làm cái này làm cái kia tùy theo ý thích, nhưng mà bây giờ có nó không có đạt được, nó không có được cái trạng thế mà cái sự có mặt, cái sự xuất hiện của một pháp nó là khổ thật sự, thật sự như thế. Rồi bây giờ sư có cái cảm giác nó mệt rồi, cho nên bây giờ không biết cô Nguyên Trang hay cô hay là ai đó, nếu như mà có cái gì đó, những câu hỏi hay gì đó có thể thiếu được thì xin mời cô. Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Diệm, và dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo. Dạ, hồi nãy giờ con cộng của Sư mở đầu nó mạnh, mà con thấy Sư cũng bắt đầu yếu xuống. Con nghĩ nếu mà con hỏi một câu ngắn ngắn thôi, rồi Sư cũng trả lời ngắn ngắn hả Sư? Như hơi nhỏ ha. Ok. Dạ, bà Sư, hôm bữa giờ con với lại chị Nguyên Trang cũng có đọc cái cuốn mà Cư Sĩ Giới Pháp của Sư cho Sư muốn tụi con cũng đọc đó. Thì con có một cái đoạn á, là con với chị Nguyên Trang hơi thắc mắc á, là cái chỗ mà về ăn chay, ăn mặn đó Sư. Thì trong có một cái chỗ là người cư sĩ đó không có được buôn bán thịt. Thì khi mà nói về buôn bán thịt đó, thì trong cái cuốn Cư Sĩ Giới Pháp nói là cái thịt này á, buôn bán chúng sanh, thì nếu mà mình một người Phật tử mà buôn bán những cái con chó con mèo cho người ta đem về nuôi thôi á cũng không có được, giống như là bán chó rồi bán thỏ bán rùa để người ta về nuôi không phải là để ăn thịt thì cái chuyện đó cũng không được, và ngay cả khi mà bán những cái con vật mà nó đã chết rồi cũng không được luôn. Thành ra khi mà cái bài đó được viết lên á thì có một vài vị Phật tử họ có hỏi là nếu mà không có được bán những con vật để ăn thịt luôn, thì khi mà mình giết á bạch sư thì mình không được giết và mình không có được đặt người ta giết, và nếu mà nói như theo trong Cư Sĩ Giới Pháp là chắc chắn rồi, nhưng mà nếu mà mình mở cái tiệm phở rồi mình mở cái tiệm bán đồ mặn mình mở như vậy đó thì mình cũng là cắt thịt ra để mình bán, thì như vậy là có phạm vô một cái tội của một trong năm cái tội mà người cư sĩ không có được làm, không có phải là chánh mạng không bạch sư? Từ cái đó thì lúc đó làm đồ ăn rồi chứ không phải, nhưng mà nó vẫn là thịt bạch sư. Dạ con xin dâng bích tại để cho sư giải thích cho đạo tràng về cái phần này bạch sư. Dạ con xin dâng bích lại cho sư ạ. Dạ, xã thủ. Trước hết, chúng ta nên nhớ rằng trong kinh có đề cập, Đức Phật ngài có dạy năm cái nghề mà cái người cư sĩ nên tránh. Bởi vì khi vướng phải năm cái nghề đó được xem như là nuôi mạng không có được tốt đẹp, nuôi mạng không có được chân chánh, không được chân chánh. Thì trong số năm cái nghề đó thì quý vị có một cái nghề được gọi là buôn bán thú vật. Buôn bán thú vật ở đây muốn ám chỉ đến gọi là mua sanh bán tử, sanh bán tử, tức là
mình nói rõ hơn, nói rõ hơn là ở đó muốn ám chỉ đến cái việc kinh doanh trong cái hình thức gọi là giết mổ. Giết mổ tức là chúng sanh còn sống đó, mà mình làm cho chết đi, xong mình lấy thịt đi thịt đi bán, hoặc là những cái hình thức là mình tuy mình không có trực tiếp mua, mình không có trực tiếp mình làm, nhưng mà mình kinh doanh trong cái việc bán chúng sanh, bán chúng sanh đang sống, chẳng hạn bán gà bán vịt vân vân, để cho người khác người ta đem về người ta giết mổ. Thì như vậy nó cũng nằm trong trong trường hợp là tà mạng. Tà mạng là như vậy. Còn ở đây những cái hình thức liên quan khác, chẳng hạn như nói đến việc mà thịt đã giết mổ rồi đem về mình làm, mình kinh doanh, hoặc là mình nấu mình ăn vân vân, thì như vậy điều đó thì nó hơi đi quá xa, đi quá xa rồi chứ không phải là hơi, trong trường hợp nó không có phạm đúng không? Chẳng hạn như thịt bò mình mua về để mình bán phở, thì như vậy đó không phải là còn là một chúng sanh đang sống, chúng sanh đó là chết rồi, đó nó chỉ là thịt thôi. Trường hợp đó nó không có liên quan gì đến cái được gọi là tà mạng. Tà mạng tức là điều lưu ý mình nên nhớ là những cái hình thức có can dự trong việc kinh doanh mua sanh bán tử, mua sanh bán tử. Bản thân mình thực hiện việc mua sanh bán tử, mình làm luôn, vừa vừa bán mà vừa giết luôn, hoặc là mình bán để cho người ta giết. Còn trong cái trường hợp mà bán thú vật á, mà để nuôi á, thì sư không có dám trả lời một cách chắc chắn, nhưng theo như sự nhận định của sư á, vấn đề này nó không nằm ở trong đó, nó không nằm ở trong đó. Tuy nhiên nó không nằm thôi, nó không nằm trong việc mua sanh bán tử rồi, điều đó là chắc chắn rồi. Tuy nhiên theo như cái nhận định của sư, mà để mà xứng đáng với hai chữ gọi là nuôi mạng chơn chánh, chơn chánh, thì chúng ta phải hiểu sâu hơn chơn chánh đến mức độ như thế nào, chánh mức độ như thế nào. Nếu như mà mình nuôi mạng bằng 50 ngày đó thì cái đó là quá hạ liệt, quá hạ liệt, quá nghiêm trọng. Còn xét đến đến cái mức độ khác nữa, chẳng hạn như cái người mua sanh bán tử, người không mua sanh bán tử nhưng người ta mua bán trong việc kinh doanh để cho người khác, người ta làm thú cưng, người ta nuôi vân vân, như thế này như thế kia, thực ra nó không nằm trong đó, nhưng nó được xem như là chánh hơn năm cái trường cái giết mổ rồi, được xem như chân chánh hơn thôi, chân chánh hơn. Chứ nếu mà xét về cái sự trong sạch, sự tinh lương của việc nuôi mạng thì cái đó nó vẫn còn thua, cái đó nó vẫn còn thua với nhiều những trường hợp khác. Chúng ta phải nên nên xét theo cái khía cạnh đó thì mình sẽ không có còn phân vân, sẽ còn không còn nghi hoặc. Bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì thưa quý vị, khi mà mình vẫn còn dính dáng trong việc mua bán như thế đó, chẳng hạn như thấy người ta đem chó ra ngoài, ta bán trong những cái lồng, chỉ đem về để khác người ta nuôi thôi, nhưng cái việc làm đó nó có dính dáng, nó có dính dáng trong việc mà mình can dự vào cái khổ lạc của chúng chúng sanh khác, khổ lạc của chúng sanh khác. Thiết nghĩ rằng không có chó nào mà thích bị nhốt ở trong lòng rồi phải bị khống chế cuộc đời, khống chế cuộc không có ai muốn điều đó. Vì vậy mà trong cái trường hợp mà mua bán có can dự đến chỉ đơn thuần cho người khác nuôi thôi,
Thì theo như sư nó không nằm ở trong cái chi phần của năm cái tạ mạng mua sanh bán tử trong kinh nói, nhưng xét theo cái mức độ chân chánh, gọi được gọi chánh mạng đó, thì nó cũng không có được, nó không có được an toàn lắm, nó không được an toàn lắm, không có được tốt lắm đó. Còn từ đó nó có một cái việc mà sư nhớ đến như sau. Quý vị biết không, có những cái gia đình Phật tử, người ta tất cả những cái miệng ăn của người ta phải nương vào trong một số những cái ngành nghề mà nó liên quan đến những điều được xem như là chánh mạng và tà mạng ở trong kinh nói. Điều đó cũng làm cho họ rất là nhức đầu, họ cũng mệt mỏi những chuyện đó lắm, họ phân vân, hỏi chư tăng ở trong chùa rất là nhiều. Thì theo như cái góc nhìn của sư đó, ở trong cái lĩnh vực mà có những vị khuyên bảo họ, nhưng mà mình khuyên nhưng mà mình không có nhìn xa hơn, nói là thôi đừng có làm như vậy nữa, rồi này như thế này như thế kia, biết là như vậy, nhưng mà những cái khi chúng ta có những lời khuyên đó, mình giải quyết được về vấn đề thiện ác của họ trong việc nuôi mạng, nhưng mà cái vấn đề về cuộc sống gia đình thì sao đây? Đó, nó kẹt ở chỗ này, nó kẹt ở chỗ này. Thì theo như góc độ góc nhìn của sư á, thì trong một số những cái trường hợp đó, mình cũng không có nên can gián. Có những trường hợp mình nên can gián, và phần lớn là không nên luôn kìa. Ta chỉ đưa ra cho họ những cái trình bày về pháp, đó là chánh mạng. Và ở đây tôi khi trình bày như thế đó, chúng ta sẽ đo những người cư sĩ họ sẽ tự có cái quyền lựa chọn cho cuộc đời của chính mình. Nếu như mà đối với cái tâm lực của họ, họ có cái sự lựa chọn thiên về thiện ác của bản thân, của việc nuôi mạng, thì họ sẽ tự biết phải làm gì. Nhưng nếu như họ không ở của mình, con cái cũng từ bỏ, cũng chấp nhận như thường, nên điều này ở đây cả không hiểu chuyện đó, mình cứ ngồi bên ngoài xét theo một cách thiện ác ngoài, đúng là như vậy, thiện ác là tốt, thiện ác là tốt, nhưng mà mình phải nhìn rộng hơn một chút, nhìn rộng hơn một chút, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu. Chứ còn đôi khi như nãy bạn có nói, đôi khi mình không phải là người trong cuộc, chúng ta nói như nào cũng hay hết á, mà khi mà mình nhảy vào trong đó đi, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự đau đớn, sự băn khoăn, cái sự trăn trở của chính bản thân người ta đang y tế là nó như thế nào, như thế nào. Trong trường hợp này, nói tóm lại là đối với mua sanh mạng thì nó mới nằm ở trong cái chi phần tà mạng được nói đến trong năm tà mạng. Đó là trường hợp thứ nhất chúng ta nên nhớ. Và điều thứ hai, những cái liên quan đến chẳng hạn như là thịt mà đã được giết mổ rồi, đem về mình kinh doanh, mình sử dụng, mua bán gì đó, thì ở trường hợp này dám một cách chắc chắn là nó không có dính dáng gì vô tà mạng hết.
Trường hợp thứ hai thì không dính dáng gì luôn. Còn trường hợp thứ ba là khi nói đến việc mua bán mà chỉ đơn thuần là để cho người khác về nuôi, sử dụng, tùy theo cái sở thích của họ, chứ không có ý, chứ không có ý là để trong việc mua sanh bán tử, thì chúng nằm chính thức, không nằm chính thức ở trong năm chi phần của tà mạng mua sanh bán tử. Nhưng nhưng xét về hai cái chữ gọi là chánh mạng thì chúng ta phải đặt cái dấu hỏi là liệu cái sự nó chân chánh được bao nhiêu, cái mức độ chân chánh được bao nhiêu, thì chúng ta đặt câu hỏi trong trường hợp đó. Thì lúc đó thì như vậy sư, như thế sư nghĩ rằng chắc cũng đầy đủ rồi đó, cũng không có thiếu gì đâu. Nếu như mà có thiếu sót gì hoặc là chưa có rõ ràng thì quý vị có thể nói thêm. Mô Bích Thà Giá, Thầm Mà Giá, Mắc Mô Sàng Khà Giá. Dạ, con xin kính tri ân sư ạ. Tự con thắc mắc như vậy đó. Tự gì trong cái nói trong chuyện này đó là nói về cả con vật đã chết cũng không được làm. Bây giờ con mới thắc mắc, nhưng mà cái đó không, ngài nói là ngài theo chú giải thôi bạch sư. Mà con thấy nếu mà sư trả lời như vậy thì cũng rất là rõ ràng, nó không có dính dáng gì như vậy hết. Dạ, còn như có một sư là khi mà Đức Phật nói cũng nó khiến một người tu họ quá trụy lạc trong các dục, cái gì cũng thích, cái gì cũng ôm, cái gì cũng nắm hết, thì sẽ gọi là lợi dưỡng. Và một cái được cực đoan khác nữa, hạnh ăn uống kiêng khem, cái gì cũng không hết, thì cái đó cũng là một cái cực đoan khác. Nhưng mà so với hai cực đoan, bạch sư, khi mà một cái vô cái sống khổ hạnh á, mà nếu mà về lâu về dài con đường giữa hai người, thì cái người nào nó đỡ hơn cái người bạch sư? Ý của con hỏi là nếu mà một người tu mà lợi dưỡng thì họ tu là trung đạo thì lúc nào cũng tốt hết, nhưng tự vì mình là còn phàm phu, thành ra không thể nào mà mình trung đạo được hết. Tự vì con nghĩ nếu mà mình trung đạo được thì mình đã đắc đạo rồi, thật sự là vậy. Thành ra nếu mà giữa hai cái trường hợp á, nếu mà mình lọt vô một là trụy lạc, hai á, là sống hành khổ bản thân, thì cái loại nào đỡ hơn loại nào bạch sư? Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Kính bạch chị tăng, kính thưa quý vị, hai lửa hành không đúng theo trung đạo thì chắc chắn sẽ không thể nào đạt đến được cái pháp giải thoát. Đó là việc đầu tiên Đức Phật ngài xác nhận chuyện pháp luân. Tuy nhiên giữa hai lưỡng cực đó là mình quá sung sướng, cái gì cũng ham muốn đến mà thụ hưởng các dục, và hành sát quá khắc khổ một cách tiêu cực, dẫn đến bản của mình tiêu tụy. Và như thế này cho rằng cái sự thực hành như vậy sẽ dẫn đến sự giải thoát, thì cả hai đều không đạt được sự giải thoát. Hai sự thực hành đó đều không đạt được. Nhưng mà trong bài kinh chuyển pháp có một cái điều hay như thế này,
À, thông qua câu hỏi này sư cũng nhớ lại, sư cho quý vị à, sau cái lớp học này á, những ai có thời gian đó, chúng ta nên lập ra bài kinh đó, mình đọc kỹ lại thì mình sẽ hiểu. Khi nói đến hưởng dục của thưa quý vị, Đức Phật này dùng những cái từ chỉ trích, hay dùng những cái từ chỉ trích, ngài dùng những cái từ ngữ để mà đánh giá, nó thậm tệ lắm, thậm tệ lắm rồi. Còn trong trường hợp mà khi nói đến sự tiêu cực, sống khổ hạnh, thì cái từ ngữ dùng á, cái từ ngữ này để đánh giá pháp thật sự thật là. Khi so sánh giữa hai cái thái độ mà quá tham dục à, hưởng khổ hạnh, thì thành thực mà nói là chúng ta thấy cái mức độ của việc khổ hạnh đó, thưa quý vị, nó nhẹ hơn. À, nó nhẹ nhàng hơn. Còn hưởng dục thì nó thô hơn. Nó thô cạch hơn. Khổ hạnh nó vi tế hơn. Nhưng mà nó cũng không có dẫn đến được cái sự giải thoát. Thành thực mà nói là như vậy. Và Đức Phật này cũng xác nhận trong kinh. Chính vì vậy mà ở trong khía cạnh mà tu hành á, thông thường á, khi nói đến người thì cái tâm lý của chúng ta thường hay là người tu là phải khổ hạnh, tu bởi vì bây giờ cái ý nghĩa nó có những cái hình ảnh nó gần giống như mà người ta chưa có, khi chưa có được học pháp, hiểu pháp, thấy được con đường như thế nào là trung đạo, thì họ họ nhận thức được đến cái mức độ đó là đã là tốt lắm rồi, tốt lắm. Bởi vì cái pháp hành trung đạo đúng vậy, nó thiên về cái sự từ ở trong đời sống nội tâm, và cái của các bậc thánh, cái sự biết đủ, sự tri túc với bốn cái món, chỉ dừng lại ở cái mức vừa phải này, nó không có bị khổ thọ bởi những cái thời tiết, cái sự nóng đực đói khát, chỉ dừng lại ở điểm đó thôi. Tu của mình đó, mình sử dụng bốn cái này, nó đi xa và quá xa. Chính vì thế mà nó có những cái sắc thái, nó có những sắc thái nó gần giống như là con đường trung đạo. À, thông thường nói đến việc tu hành ở đời với mức độ tâm, họ chỉ nhận thức được đến đó thôi, nhận thức đó thì tốt. Chính vì thế mà nếu như cực này thì khổ hạnh vẫn tốt, có nghĩa là không có nghiêm trọng, nó không có thô, pháp này nó không có thô. Quay hết cái thái độ à, của những người mà khi vướng này, những cái lời lẽ trong hai đoạn nó hoàn toàn khác nhau.
hoàn toàn khác nhau hết. À, đó là như vậy. Rồi bây giờ sư xin gửi nước này cho lúc. Nam mô tham ma giá, nam mô sang. Dạ, bây giờ thời gian tính thật rung. À, quay trở lại mic âm bởi chủ rung có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Nam mô Bụt Thầy giá, Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, còn không có thấy sư Thanh Tâm. Xin kính thỉnh sư Nguyên Thông và chúc phúc cho đạo tràng buổi tối hôm nay. Nay bạch sư, như xin dâng mít lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalam, bhavantu sabba devata sabba bhutanu pi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam bhadamma nupave nasada so. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi tâm tính thành tam bảo, cho được mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Xa thú xa. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ. Nguyên Như xin kính mời trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu bê kha rê vô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thế cha cha mắn cha na wa ca cha phân ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha isara samba na phu ta sukhita pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kan tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sakaron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa măng gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê rang kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu tân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba vê đệ tê y đàng nô nha di năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đàng nô nha di năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đàng nô nha di năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đàng quá tám mê buồn nhàn à xá quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trong room trở lại lớp học Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ tối thứ sáu lúc 9 giờ, và lớp học sẽ bắt đầu vô bài vi dự pháp vào lúc 9 giờ rưỡi, và cũng như vậy là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam, ngày mai chúng ta sẽ được học ngày đầu tiên trong năm mới với thầy Kinh Milanda. Dạ, Nguyên Như xin kính mời toàn thể chư vị có thể trở lại Zoom vào ngày mai. Dạ, còn xin kính một lần nữa
Có thể chúc đạo tràng hôm nay là một cái ngày mà mình có thể học lại được với sư Quy Niệm. Quy Như thấy giọng của sư mới đầu sư cũng rất là mạnh đó quý vị, mà sau á thì Quy Như thấy sư có vẻ mệt rồi, thành ra có thể là Quy Như sẽ thỉnh sư là có thể vô, nếu mà khỏe đó thì sư chỉ giảng cỡ nửa tiếng thôi, và phần còn lại thì sư có thể nghỉ ngơi trong khi mình đặt câu hỏi, như vậy thì nó đỡ hơn cho sư chứ không để sư giảng luôn tuồn nữa, mà tự vì sư cũng rất vào dạy để cho nó không khí, sư nó làm như vậy thì nó cũng bớt gọi là bực bội đó quý vị, mà làm vậy thì như cũng thấy sư mệt mà sư cũng muốn làm nữa, thành ra để đạo tràng mình cũng cố gắng theo quý vị. Mà như thấy là sư có cơm sư vô thì có sư có vẻ mệt nhưng mà sư vui hơn, tự ở trong phòng một mình thì cũng rất là buồn, mà nó cũng như thấy là sư cũng đang còn bị đau đó. Dạ, thành ra mình đồng tâm đồng lực đồng lòng, nhiều khi cái tâm của mình cũng ủng hộ cho sư, sư cũng có cảm nhận được đó chứ gì. Dạ, sa thú cả đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như xin kính hẹn chư vị vào ngày mai ạ. À.